Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình xin nói về công thức tính chu vi của một cái hình tam giác bình thường. Tam giác bình thường là gì? Là tam giác không có rơi vào những cái trường hợp ví dụ như cân nè, đều nè và vuông nè. Cân là hai cạnh bên bằng nhau, hai góc của một cái bằng nhau. Tam giác đều là ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau. Tam giác vuông là có một góc 90 độ. Ok chưa? Vậy chu vi của một cái tam giác bình thường thì mình đã nói bao nhiêu lần rồi, chu vi của một cái hình nào đó thì bằng tổng của ba cạnh. Đây là tam giác thì sẽ là ba cạnh đó cộng lại. Vậy ví dụ tam giác A B C thì các bạn đặt A đối diện ngay, người ta gọi là chữ A, các bạn hiểu luôn đi. A gây bỏ chữ A đi, đặt đối diện là A, C gây dễ gây là C, B gây gây là B. Các bạn phải hiểu cách đặt ngay, hiểu chưa ạ? Phải hiểu cách đặt này. Cách đặt rất đơn giản. BC, BC thiếu chữ gì? A đặt là A nhỏ. AC thiếu chữ gì? Thiếu chữ B đặt là B nhỏ. AB thiếu chữ gì? Thiếu chữ C đặt là C nhỏ. Hiểu chưa? Để lên chương trình lớp 10 á, lớp 10 hay lớp 11 á, các bạn sẽ rơi vào những cái trường hợp như thế này, các bạn sẽ dễ hiểu. Được chưa? Vậy công thức V chu vi của một cái tam giác thì sẽ bằng cạnh AB cộng cạnh BC cộng cạnh AC, được chưa? Nếu theo cái hình này thì mình sẽ có là cạnh AB hiếu chữ C cộng BC hiếu chữ A cộng AC hiếu chữ B, được chưa? Vậy nói nôm na chu vi của một cái hình tam giác bình thường, thì sẽ bằng tổng ba cạnh đó cộng lại. Ví dụ tam giác ABC, có cạnh AB bằng 2 cm, AC bằng 3 cm, BC bằng 4 cm. Có thỏa mãn chưa? AB có, AC có, BC có, ba cạnh có rồi. Vậy công thức V của tam giác sẽ bằng AB cộng AC cộng BC sẽ bằng 2 cộng 3 cộng 4 thì sẽ bằng 9 đơn vị cm. Ổn chưa ạ? Đây là cái công thức tính chu vi của một cái tam giác bình thường. Tại sao mình phân ra như vậy? Bởi vì qua cái tam giác cân thì nhiều lúc người ta sẽ bỏ đi những cái số liệu, thì các bạn lại không biết. Tại vì tính chu vi của một cái hình tam giác thì bạn phải cần ba cạnh, mà bây giờ nó bỏ đi một số liệu rồi các bạn lại không biết giải, nên mình phải tách rời ra. Chút mình sẽ sau này thì mình sẽ chỉ là chu vi hình tam giác cân nè, chu vi hình tam giác đều nè, chu vi hình tam giác vuông, nó có những cái gì lẹ hơn thì mình sẽ làm cho nó lẹ, được chưa? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha, bye bye.